Phước đức nhân duyên bởi tài người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đừng tin đất nọ đã câm lì, trần gian vẫn đổ bao gương lỗi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, làm đâu trúng đó, đội vận bất ngờ, tiền bạc ùa về nhà như thác lũ, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban tổng trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Đôi khi gió nhẹ thoảng qua, đảo lộn cuộc sống khiến ta buồn lòng. Dòng đời vẩn đục khơi trong, ai ai cũng muốn cầu mong an lành. Nhiều lúc tuổi xỉu khóc than, tiếc cho duyên kiếp gian nan sự đời. Khổ đau chẳng nói nên lời, chôn vùi thầm kín kêu trời thấu trăng. Nhân quả phán xét công bằng, luật trời định số biết rằng khó qua. Nhưng đời ai muốn xót xa, cầu mong an lạc đó là đương nhiên. Hé lộ bí mật động trời về tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, hậu vận giàu sang, tiền vàng ngập két, tháng 5, 6, 7 âm lịch, bỗng trúng lớn, giàu to, may mắn ngút trời. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị tháng mới có nhiều may mắn, tài lộc và thành công. Quý vị thân mến, người xưa có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì cưỡng cầu cũng không được. Tuy nhiên cũng có câu, đức năng thắng số, nếu chúng ta sống ngay thẳng, đức độ, làm những việc thiện lành thì chắc chắn sẽ nhận phúc báo, điều khiển được số phận, vận mệnh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Khi xem tử vi cho 12 con giáp, thầy tử vi có chỉ rõ, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là con giáp có nhiều thăng trầm, nghèo khổ, vất vả triền miên khi còn trẻ, nhưng nhờ ăn ở hiền lương, chăm làm việc thiện mà được quý nhân phù trợ, về chung và hậu vận cuộc sống an nhàn, sung sướng, con cháu đầy đàn, gia đạo an khang, tiền vàng ngập két. Đặc biệt trong tháng 5, 6, 7 âm lịch tới, nếu bản mệnh chú ý ba điều sau của Minh Đường Tử Vi, đảm bảo đã giàu lại càng giàu, phúc phần lên hương, trăm đường sung sướng. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị và cô bác cùng chú ý theo dõi hết video ngay sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Hé lộ bí mật động trời về tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, hậu vận giàu sang, tiền vàng ngập két, tháng 5, 6, 7 âm lịch, bỗng trúng lớn giàu to, may mắn ngút trời. Quý cô bác Tân Sửu thân mến, tính đến nay cô bác cũng đã 64 rồi nhỉ. Ở độ tuổi này, có những cô bác đã con cái đề huề, nhà cửa khang trang, của cải dư giả, lo được miếng đất, căn nhà cho con cái đỡ khổ, hay dành dụm được một khoản kha khá để nghỉ hưu về già, sống một cuộc sống bình yên, nhàn hạ. Tuy nhiên, có nhiều người trong hoàn cảnh khác thì không may mắn được như vậy. Nhiều cô bác ở độ tuổi 64 rồi mà vẫn phải vất vả làm việc ngày đêm như trâu như ngựa, mà tiền chẳng thấy, nợ nần cứ ngày một chồng chất, không biết bao giờ mới hết khổ. Có cô bác lại bảo rằng, mấy chục năm khổ sở lo cho con cho cái, nhưng khổ vẫn hoàn khổ, cuối đời không ai chăm sóc cho mình, thậm chí nghèo không mua nổi một hộp bánh. Mỗi mảnh đời là một câu chuyện khác nhau, chúng ta không thể đánh đồng tất cả. Này cô bác Tân Sửu đang có cuộc sống như thế nào rồi ạ? Mọi thứ vẫn ổn cả chứ? Cô bác có biết không, có rất nhiều thứ chi phối vận mệnh của Tân Sửu, nhưng ảnh hưởng nhiều nhất lên cuộc đời lại tiềm tàng trong bốn từ tùy duyên thiên mệnh. Tân Sửu trân trọng những cái đang có, vun vén và chăm sóc vẹn toàn, nhưng nếu mất mát điều gì, họ sẽ chấp nhận trong vui vẻ. Đôi khi tính khí hơi thất thường và bảo thủ, nhưng lại rất tốt bụng và ngay thẳng, luôn yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh,
nhưng đôi khi đổi lại là sự phiền phức, trái ngang, giúp người thì được nhưng chờ được người giúp thì chẳng thấy đâu. Nhưng cô bác Tân Sửu biết đấy, trên con đường đời sẽ có rất nhiều lúc mỏi mệt, rất nhiều khi sợ hãi, lo lắng mình thua, bi quan mình thiệt, sẽ có lúc người chúng ta chân quý quay lưng lại, người chúng ta tin tưởng phản bội lại chân thành ta trao, thời thế không thuận, đối tác không hòa, khách hàng không thương, mà người giúp ta thì hơi ăn hại. Sẽ có lúc cả thế giới tưởng chừng chống lại ta, ngăn ta đến với cái đích mà mình mong cầu, nhưng không thể vì thế mà Tân Sửu bỏ cuộc, không thể vì thế mà Tân Sửu ngại ngần. Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, tầm nhìn càng xa thì đường đi càng dài, nỗ lực càng nhiều thì kết quả càng nhiều hơn. Vậy nên, đôi khi thay vì quá lo lắng, quá sợ sệt, hãy bước ra ngoài vòng tròn an toàn một bước, mạnh dạn và kiên tâm. Cô bác Tân Sửu ạ, dẫu biết rằng cuộc sống này cơ bản là rất khổ, đường đời của cô bác cũng vất vả, khổ sở rất nhiều, giờ đây đến độ tuổi này rồi, cũng chỉ mong muốn có được một cuộc sống bình dị như bao người, chẳng mong ông to bà lớn, tài khoản tiền tỷ, chỉ mong có thể không phải nợ nần ai, có một công việc ổn định, phù hợp với sức khỏe, tháng kiếm vài triệu đủ lo thân, rồi có tí chút để phòng khi trái gió trở trời, ốm đau bệnh tật, còn cái bớt gánh nặng. Thế nhưng ở đời thị phi thì vẫn còn ở đó, cơ cực thì vẫn phải đối diện, bao lo toan cứ quẩn quanh mãi. Nhưng cô bác Tân Sửu hãy nhớ, dù cuộc sống có ra sao đi chăng nữa, dù buồn hay vui, dù đang cười hay đang khóc, đang hạnh phúc hay đang khổ đau, đang chán nản, mỏi mệt hay đang kiên cường, bất khuất, cũng mong Tân Sửu tìm được một chân lý của cuộc đời mình, sống một cuộc đời tích cực, viên mãn, thành tựu đầy mình, hạnh hòa đầy tâm. Vì năm 2024 này là thời điểm chuyển mình của Tân Sửu, khi thời thế thuận hòa, cô bác cứ mạnh dạn mà tiến mạnh và tận dụng thời cơ, ắt hẳn cô bác sẽ nhận về những quả ngọt xứng đáng. Xem tổng quan tử vi cho thấy, bước vào giai đoạn giữa năm, cụ thể là tháng 5, tháng 6 và tháng 7 âm lịch, tuổi Tân Sửu tuy phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi, việc gì cũng đến tay. Tuy nhiên, nhờ phúc trời ban, nhờ lộc thần tài ban phát mà việc làm ăn kinh tế có nhiều thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, tiền bạc dồi dào, dễ tạo tiếng tăm cũng dễ bay xa. Người làm kinh doanh, buôn bán trong 3 tháng 5, 6, 7 âm này có phần thuận lợi hơn trước, các khoản đầu tư cũng sẽ mang lại lợi nhuận tốt và các khoản vay đang chờ xử lý sẽ được hoàn trả. Có thể thấy, tuy vất vả đôi chút nhưng chỉ cần bản mệnh cố gắng thì bảo đảm càng làm sẽ càng giàu. Công sức bỏ ra bao nhiêu thu về lợi nhuận bấy nhiêu, nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức, thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn, dễ dàng thăng tiến trong 3 tháng này. Tài vận khá sáng, ít biến động, nguồn thu nhập tăng từ nhiều phía, đặc biệt con đường tài lộc của người làm ăn kinh doanh có nhiều triển vọng hơn nhiều. Cô bác có thể mở rộng quan hệ với những đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn. Tân Sửu không ngại thay đổi, làm mới bản thân, khiến mọi người xung quanh dễ bị hấp dẫn, sẵn sàng bỏ đồng tiền ra với cô bác. Tất nhiên trong quá trình làm ăn, không tránh khỏi bon chen, giành giật, song bản mệnh không hề chùn bước, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của mình. Tuy nhiên, có tiền cần quản chặt, đừng hớ hinh khiến kẻ xấu nhòm ngó, cướp đoạt, cần chi tiêu khoa học, cuộc sống vất vả mưu sinh, tích lũy vẫn là trên hết. Có vậy tương lai mới luôn được đảm bảo cô bác nhé. Phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Vợ chồng cô bác đồng sức, đồng lòng trong mọi việc, nên chẳng có khó khăn nào có thể cản bước hai người. Người còn độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho các đối tượng khá phù hợp. Cô bác nên dành thời gian cân nhắc đối phương. Về mặt sức khỏe, thì người tuổi Tân Sửu xem đến đây thì hãy xem tiếp và phải thật chú ý cô bác nhé. Kẻo bỏ lỡ giữa chừng không biết được tai ương đang ập đến. Lưu ý là ảnh hưởng của ngũ quỷ hung tinh, cần đi lại cẩn thận, phòng tránh tai nạn bất ngờ. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng của cô bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Xin mời cô bác chú ý theo dõi. Đầu tiên là tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 5 âm lịch. Bước sang tháng mới, đường công danh của tuổi Tân Sửu có nhiều tín hiệu tốt lành. Xem ra những công việc mà cô bác thực hiện từ tháng trước thì nay đã bắt đầu có những kết quả đáng kể. Hơn nữa, Thái Dương Cát Tinh ghé thăm còn phù trợ cho công việc của cô bác Tân Sửu có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Nếu ai biết chấp lấy cơ hội tốt này, thì việc làm ăn cũng như công danh đều như ý, có thể nắm trọn trong tầm tay. Dường như khó khăn không thể trở thành vật cản của con giáp tuổi này, khi cô bác luôn biết làm chủ tình hình, hạn chế tối thiểu được rủi ro, tổn thất cho mọi người, bản mệnh tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi làm việc và cảm thấy rất quý mến những người làm cùng với mình, nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ,
Việc chia sẻ tầm nhìn, kế hoạch có thể giúp nâng tâm trạng của cô bác trở nên đầy hứng khởi. Không những thế, mỗi khi bản mệnh đối mặt với khó khăn, trở ngại gì, cũng có người gợi ý cho đường hướng, cách thức thực hiện phù hợp. Cô bác khá tinh ý trong việc nắm bắt ý kiến của người khác và tập trung thực hiện chúng. Nhờ đó mà cô bác đạt được thành quả xứng đáng, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Vận trình tài lộc của Tân Sửu tháng năm âm này cũng đã bắt đầu khởi sắc hơn trước. Tài vận của bản mệnh có cơ hội tăng tiến trong thời gian ngắn. Đã đến lúc năng lực của cô bác thực sự được phát huy. Chỉ cần cô bác luôn chăm chỉ, cần cù, chịu khó, thì chắc chắn cô bác sẽ nhận được một khoản tiền công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tháng này, nếu ai đang có kế hoạch đầu tư lĩnh vực mới, mở rộng kinh doanh, triển khai đầu tư đều khá phù hợp. Tuy nhiên, nếu cô bác thực hiện một dự án, thì nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ thôi. Tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác, nhưng về cơ bản khá rủng rỉnh tiền tiêu. Nếu thế khả quan, tốt dần lên, thì lúc đó cô bác có thể đầu tư, mở rộng thêm, vừa chắc, vừa bền vững. Nhờ có tài vận ổn định, tháng này Tân Sửu có thể thoải mái làm những việc mình muốn. Nhìn chung, chỉ cần cô bác chăm chỉ cần cù, thì chắc chắn việc làm ăn hay buôn bán sẽ không đến nỗi nào. Đồng ra đồng vào là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, cô bác cũng cần tự nhắc nhở bản thân rằng, làm gì cũng cần có kế hoạch cụ thể. Đừng tiến hành một cách mù quáng, cảm tính, mà bị kẻ xấu lợi dụng. Nhất là khi trong tháng có cả thiên cầu hung tinh hoành hành. Sai một ly là có thể phải trả giá rất đắt, nhất là những mối làm ăn mạo hiểm. Nếu biết đánh giá tình hình chính xác, cô bác có thể tránh được những tổn thất không đáng có, cũng kiếm được một khoản lời lãi kha khá cho mình. Xem tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch, về mặt tình duyên, gia đạo, nguyệt lệnh lâm đất suy, nhắc nhở con giáp tuổi Tân Sửu kỳ vọng quá nhiều về chuyện tình cảm. Có thể hai người đều quá bận rộn với công việc hàng ngày, nên không có nhiều thời gian để chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc nhà cửa, thậm chí còn ít có cơ hội gặp mặt được nhau. Đôi bên dễ phó mặc tất cả cho nửa kia hoặc cho những người khác trong gia đình. Chính sự bận rộn ấy khiến bản mệnh và người ấy đều cảm thấy mệt mỏi mà có lời qua tiếng lại với nhau, khiến không khí gia đình bí bách, căng thẳng. Tuy nhiên, cả hai nên đặt mình vào vị thế của người khác, lắng nghe quan điểm của nhau thì sẽ hóa giải được sớm thôi. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Sửu khá lạc quan trong thời điểm này, chủ yếu là nhờ tinh thần tích cực, khiến cô bác luôn cảm thấy tràn trề sức sống, ăn uống, tập luyện thể thao điều độ hơn. Tuy nhiên, để có thêm động lực, cô bác nên đi cùng với ai đó, vì đó là cơ hội để cô bác có thể tập luyện nhiều hơn và tiếp xúc nhiều với người khác, thì mối quan hệ được mở rộng, có thể giúp ích cho công việc. Tháng này, cô bác nên dành thời gian để thử thanh lọc cơ thể xem sao. Trải qua nhiều năm ăn uống, sinh sống, cơ thể của chúng ta thường bị tích tụ nhiều độc tố từ thức ăn, nước uống, không khí. Do đó, việc thanh lọc cơ thể là rất quan trọng. Ngày hè nóng nực, bản mệnh chớ đi ra ngoài quá thường xuyên, kẻo dễ bị trúng nắng, trúng gió rồi cảm sốt. Tuy bệnh nhẹ nhưng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới công việc của cô bác. Tử vi tuổi Tân Sửu tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch, lâm tượng tương xung, vận trình của người tuổi Tân Sửu không lý tưởng. Công việc đối diện khá nhiều trở ngại, tuy cuối cùng không hề hấn gì, nhưng bản mệnh cũng một phen khốn đốn, càng làm cao càng nhiều sóng gió. Nếu chấp nhận và đánh đổi, cô bác vẫn có thể gặt hái thành công, tuy nhiên sẽ trả giá đắt. Tuy tháng nhiều hung hiểm, nhưng nếu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đối diện khó khăn, đề cao cảnh giác, giữ thái độ điềm tĩnh với những rắc rối xảy ra, bản mệnh sẽ dễ dàng vượt qua tất cả. Làm gì cũng phải thận trọng, đại kỵ chuyện mang tình cảm cá nhân vào công việc, kẻo vướng vào thị phi, cản trở đường công danh, sự nghiệp. Tài lộc khá tốt, nhưng nên tránh xa những hạng mục đầu tư có tính mạo hiểm cao, tránh tình trạng tham thì thâm, kiếm được bao nhiêu lại trắng tay. Lưu ý trong tháng có đại hao hoành hành, báo hiệu có nhiều việc bất ngờ phải chi nhiều tiền hoặc bị mất tiền, rơi tiền, phải hết sức đề phòng. Sức khỏe không gặp phải vấn đề nào quá nghiêm trọng, nên giữ tinh thần thoải mái bằng cách đi du lịch nhiều hơn, lúc nào cũng cần kiềm chế cảm xúc, tránh lớn tiếng cãi cọ, rồi vướng họa thị phi. Tình cảm đi vào ngõ cụt, mâu thuẫn xảy ra liên miên, có sự xa lánh giữa cha mẹ và con cái, bản mệnh cần tĩnh tâm lại để xử lý vấn đề đang gặp phải. Tử vi tuổi Tân Sửu trong tháng 7 âm lịch. Bước sang tháng 7 âm lịch, tuy là tháng cô hồn, nhưng mọi phương diện của Tân Sửu lại có sự khởi sắc khi được nhiều cát tinh hậu thuẫn, khiến mọi việc trở nên hanh thông hơn, làm đâu được đấy. Tài lộc cũng vượng phát bất ngờ, thậm chí có người may mắn trúng vé số không nhỏ. Tháng này thứ tài đang rất vượng,
mạnh dạn đầu tư sẽ có lãi. Dù đang trong tháng cô hồn, sức mua có xu hướng chung là giảm sút, nhưng nếu tìm được con đường kinh doanh của riêng mình, cô bác sẽ thấy cơ hội vẫn đang rất rộng mở. Hơn nữa, các tinh tử vi xuất hiện cho thấy, người đang làm ăn kinh doanh cũng có được thành tích đáng nể trong thương trường, ký kết được nhiều hợp đồng, thu về lợi nhuận khá cao, làm cho gia đình tràn đầy niềm vui, phấn khởi. Với những ai vẫn còn đang đi làm, thì nguyệt lệnh lâm quan đới mang đến cho những chú trâu sự tự tin, tinh thần minh mẫn, tự chủ và khả năng làm việc độc lập tuyệt vời. Đặc biệt, với những ai đang giữ các chức vụ quản lý, chủ quản, tháng này công việc thêm hanh thông, làm tới đâu chắc tới đó, vừa giữ được uy tín với cấp dưới, vừa nâng cao mức đãi ngộ, lương thưởng cho bản thân mình. Có thể thấy, nỗ lực phấn đấu bấy lâu của cô bác đang cho ra quả ngọt. Đây cũng là lúc cô bác nhìn lại cả quá trình đó để rút ra những bài học quý báu cho bản thân. Nhưng phải công nhận là riêng với tuổi Tân Sửu, muốn tài lộc tăng tiến một cách bền vững và chắc chắn, thì cách tốt nhất là cô bác hãy cứ làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của cô bác sẽ nâng tầm tài vận lên rất nhiều. Tuy nhiên, trong tháng 7 âm này, bản mệnh cần hết sức tránh xa các trò đỏ đen, đừng phó mặc tài lộc của mình vào vận may rủi, kẻo tiền mất tật mang. Việc vay mượn tiền bạc trong tháng cũng nên hạn chế, thậm chí vay mượn tiền bạc để mở rộng kinh doanh là chưa phù hợp tại thời điểm này, và cho người không uy tín vay tiền cũng là một rủi ro đấy nhé. Ngoài ra, cần cẩn thận hơn trong đầu tư, cần nghiên cứu kỹ càng trước khi bước vào một lĩnh vực mới, nhất là khi tháng 7 âm lại là tháng cô hồn theo quan niệm của dân gian. Chỉ một vài sơ suất nhỏ hay chủ quan cũng có thể tạo ra bước ngoặt bất lợi cho vận trình tăng tiến của cô bác. Tốt nhất hãy cẩn thận từ đầu để tránh mọi xui rủi có thể xảy ra. Tình cảm, gia đạo của Tân Sửu tháng này không xảy ra biến cố gì quá lớn, nhưng việc thiếu tương tác, mải mê lo cho việc riêng của mình đang dần tạo ra khoảng cách giữa cả hai. Hai cô bác cứ nghĩ mối quan hệ này đang rất ổn định, nhưng thực ra nó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Do đó, cô bác cũng như người ấy cần phải chú ý hơn trong việc dành thời gian để chia sẻ, tâm sự những vấn đề trong cuộc sống cùng với nửa kia. Cách làm này có thể càng tăng sự kết nối giữa hai người hơn. Về phương diện sức khỏe, con giáp tuổi Tân Sửu nên hiểu rằng cân bằng việc nghỉ ngơi và làm việc mới là cuộc sống lành mạnh và bảo đảm sức khỏe. Hãy tập thói quen tốt này để đảm bảo một cơ thể khỏe mạnh. Còn nếu cứ mải mê với công việc thì sẽ khiến cơ thể lao lực, tinh thần uể oải, thường xuyên mỏi mệt. Như vậy thì dù có bao nhiêu lý tưởng, bao nhiêu mục tiêu, cô bác cũng chẳng thể thực hiện được với một cơ thể yếu như vậy. Đặc biệt là trong tháng cô hồn, tuổi Tân Sửu cần thận trọng kẻo gặp họa huyết quang, tai nạn bất ngờ. Làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn, có tính sát thương cao. Tiếp theo là vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, theo tháng sinh âm lịch. Tuổi Tân Sửu là những người rất nghĩa khí và trọng tình cảm, luôn đặt hạnh phúc của gia đình lên trên bất cứ điều gì. Họ cố gắng vất vả làm việc chỉ với một mục đích là cải thiện cuộc sống hiện tại, giúp cho người thân yêu có thể có được một cuộc sống sung túc hơn. Tuy nhiên, do cách xử sự chưa được khéo léo, nên đôi lúc đã bỏ lỡ cơ hội tốt trong công việc. Mặc dù vậy, tuổi Tân Sửu là những người vô cùng bền bỉ, dựa vào sự nỗ lực không ngừng của bản thân, khả năng cao họ sẽ không ngừng bứt phá. Cuộc đời thời trẻ khá vất vả và cực khổ, phải bôn ba khắp chốn mưu sinh, nhưng từ trung vận trở đi, người tuổi Tân Sửu sẽ có những điều kiện hơn để sự nghiệp cất cánh và thăng tiến nhanh chóng. Vận thế cũng nhờ vậy mà không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, mỗi người sinh vào những tháng sinh khác nhau nên tử vi cũng có sự khác biệt. Vậy người tuổi Tân Sửu sinh tháng nào thì tốt, người tuổi Tân Sửu sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, hậu vận an nhàn. Sinh tháng riêng. Sinh tháng này thường không phải lo lắng về vấn đề cơm ăn áo mặc, thường là người có tài năng nên được trọng dụng, có vận số tốt, con đường công danh rộng mở, tình duyên thuận lợi. Tháng 2 là người hoạt bát, yêu thích khám phá những điều mới lạ và thú vị, thích đi du lịch khắp nơi, không chịu được tịch mịch và bị quản chế, là những người khá liều lĩnh và hay làm theo ý mình, trong cuộc đời gặp phải nhiều trắc trở và phản đối. Tháng 3 là người thông minh và có tính tự lập cao, trong cuộc sống gặp phải nhiều trắc trở, con đường tình duyên không thuận lợi, nhưng lại khá vui vẻ và họ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tháng 4 là người có năng lực nhưng không được trọng dụng, trong cuộc sống có nhiều chuyện buồn phiền, hay phải lo lắng về kế sinh nhai, sức khỏe không tốt, thường hay mắc một số bệnh thông thường. Tháng 5, cuộc sống nhiều thăng trầm, lúc lên lúc xuống, tính cách mạnh mẽ, kiên định, dù khó khăn vẫn quyết theo đuổi ước mơ. Những người này ban đầu tuy vất vả, nhưng sau cũng được đền bù xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
tháng 6, là người học rộng biết nhiều, được nhiều người kính ngưỡng, trong cuộc sống gặp được nhiều điều may mắn. Sau khi kết hôn, gia đình hạnh phúc, con cái hiếu thảo, vợ hoặc chồng mang lại may mắn về sự nghiệp cho người kia. Tháng 7, thông minh, giỏi giang và có hiểu biết, sinh ra trong một gia đình có truyền thống, nên đây là người được nuôi dạy rất kỹ lưỡng, sự nghiệp được người thân trải sẵn thảm đỏ, nên chỉ cần cứ thế mà đi thôi, sau kết hôn cuộc sống sẽ rất thuận lợi, về già được hưởng hạnh phúc bên con cháu và người thân. Tháng 8, là người khéo léo trong cách ứng xử, có tài năng, chín chắn, cẩn trọng và biết suy nghĩ chu toàn, nên rất thành công trong công việc, nhưng cần chú ý tới sức khỏe bản thân nhiều hơn, về già dễ mắc phải một số bệnh về xương cốt. Tháng 9, là người thông minh, tài giỏi, có chí hướng, những người này danh vọng rất cao, nếu tham gia vào giới chính trị thì sẽ gặt hái được rất nhiều thành công và cả danh tiếng, vận số rất tốt, cuộc đời ít phiền muộn và có vận may về con cái. Tháng 10 âm lịch, sinh tháng này thì người đó vận số lúc lên, lúc xuống, gặp nhiều khó khăn, sự nghiệp ban đầu vất vả, gặp nhiều cản trở từ nhiều phía, nhưng sau đó nỗ lực được đền đáp, đạt được nhiều thành tựu. Tháng 11, có năng lực nhưng tham vọng quá lớn, trong công việc thường không thuận lợi vì có quá nhiều đòi hỏi không thiết thực, tính cách tự cao nên không được lòng mọi người xung quanh, vận số bình thường, không có gì nổi bật. Tháng 12, không có ý chí phấn đấu vươn lên, làm người không kiên định và thiếu quyết đoán, nên làm việc gì cũng không thành, cuộc sống khó khăn và nhiều vất vả. Lời nhắc mệnh cho tuổi Tân Sửu. Ở tuổi 64, người sinh năm Tân Sửu 1961 nên chú trọng vào việc duy trì sức khỏe và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày, tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện, không chỉ giúp mở rộng mối quan hệ mà còn mang lại niềm vui và cảm giác hữu ích, giao lưu với bạn bè, tham gia các câu lạc bộ và các buổi gặp gỡ gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy gắn kết và được yêu thương. Việc duy trì sức khỏe thể chất cũng rất quan trọng. Hãy tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, yoga hoặc tham gia các lớp thể dục dành cho người cao tuổi, chế độ ăn uống cân bằng, nhiều rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề về sức khỏe. Chăm sóc tinh thần cũng không kém phần quan trọng, đọc sách, nghe nhạc, vẽ tranh hay tham gia các hoạt động nghệ thuật sẽ giúp bạn thư giãn và kích thích trí tuệ, suy nghĩ tích cực và tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống sẽ giúp bạn duy trì tinh thần lạc quan, đừng ngại ngần học hỏi những điều mới, tham gia các khóa học trực tuyến hoặc học hỏi từ những người xung quanh để luôn cảm thấy mình hữu ích và kết nối với thế giới hiện đại. Một số yếu tố khác không thể thiếu là giấc ngủ. Giấc ngủ ngon và giấc ngủ đủ giúp cơ thể phục hồi, tăng cường trí nhớ và tinh thần sảng khoái. Hãy tạo thói quen ngủ đúng giờ và đủ giấc mỗi ngày. Cuối cùng, tham gia vào các hoạt động thiện nguyện và giúp đỡ cộng đồng không chỉ mang lại cảm giác ý nghĩa mà còn giúp bạn xây dựng được một cuộc sống giàu niềm vui và hạnh phúc. Những thay đổi nhỏ này không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn mang lại niềm vui, ý nghĩa cho cuộc sống hàng ngày, giúp bạn tận hưởng những năm tháng tuổi già một cách trọn vẹn và hạnh phúc. Những gợi ý trên đây nhằm giúp người tuổi Tân Sửu duy trì sức khỏe và tinh thần lạc quan, tạo nên một cuộc sống giàu ý nghĩa và niềm vui. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Luôn giữ tinh thần yêu đời và bạn sẽ thấy cuộc sống này còn rất nhiều điều tuyệt vời đang chờ đón bạn. Quý vị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 thân mến, Đức Phật nói rằng có 5 điều giúp con người có được hạnh phúc trong đời này. Trước tiên là phải chăm chỉ cố gắng, nâng cao hiệu quả làm việc, hăng hái và mạnh mẽ trong nghề nghiệp của mình và phải hiểu biết rõ nghề nghiệp của mình. Thứ hai, phải biết giữ gìn bảo vệ nhân viên của cải làm sao cho có được một cách chân chính. Thứ ba, phải có bạn bè tốt, bạn hiền, bạn chí để giúp đỡ, khuyên bảo mình đi theo đường thiện, tránh xa điều ác. Thứ tư, phải tiêu xài tiền bạc một cách hợp lý, đúng đắn, không nên tiêu xài quá nhiều mà cũng không nên quá ít, keo kiệt. Có nghĩa là không nên hà tiện để tích trữ tài sản như của núi, nhưng cũng không nên tiêu xài hoang phí. Nói cách khác là nên tiêu xài hợp lý trong giới hạn những điều kiện mình có được. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là hãy sống lương thiện, yêu thương mọi người, nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh phẩm chất đầu tiên chính là lương thiện, trải qua những biến cố của cuộc đời mà lòng thiện nguyên bản sơ khai dần bị mất đi. Người ta cho rằng, càng hiểu biết thì càng thông minh. Càng thông minh thì càng biết thu vén cái có lợi về mình, nhưng càng hiểu biết thì con người càng mất đi sự thanh khiết vốn có. Như vậy liệu có phải là thông minh? Nhân sinh không hoàn hảo,
không có điều gì trên đời là hoàn mỹ, vậy vì sao nên thiện, vì sao nên bỏ qua những khiếm khuyết, bao dung những sai sót của vạn vật trên đời, chẳng phải chỉ vì một chữ an hay sao? Cả đời vất vả ngược xuôi cũng chỉ vì muốn ấm no, hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Hài lòng là hạnh phúc. Nếu hài lòng thì dù không quá sung túc cũng hạnh phúc. Không biết hài lòng thì giàu có vẫn buồn lo. Hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất. Hạnh phúc dựa vào niềm tin và cách biết đủ của mỗi người. Thế thì tại sao phải cố gắng chen chúc để đạt được những thứ này, thứ kia? Như thế có hạnh phúc hay không? Sao phải hãm hại người này, đay nghiến người kia? Như thế có an bình không? Vòng luẩn quẩn cuộc sống mà hầu như ai cũng vướng phải. Muốn hạnh phúc, cố gắng làm việc, học tập, sống hướng về phía trước, gặp áp lực phải đua tranh, dùng thủ đoạn, mệt mỏi, không hạnh phúc. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong mình, song con người cũng là giống loài biết tư duy. Nghe Phật dạy làm người, lương thiện là việc không cần cố gắng, tiết chế tính ích kỷ của mình. Lòng lương thiện sẽ mạnh lên, người có tấm lòng lương thiện luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người. Vì bản thân mình muốn thế sẽ luôn được mọi người yêu mến, bản thân họ sau mỗi hành động tốt đẹp lại tích thêm được một phần công đức. Ông trời chẳng phụ người có công, đương nhiên, họ sẽ gặp được phúc lành, sống lương thiện, hòa đồng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người yếu thế hơn mình, khuyến khích người khác làm việc thiện, lại khuyên giải, hướng thiện cho người có những ý định làm việc xấu. Nghe lời Phật dạy, tấm lòng thiện lương sẽ khiến cho chúng ta tự tỏa ra ánh sáng cát lành, có quý nhân đi theo hỗ trợ trên đường đời. Vâng, quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn có một cuộc sống an lành, hạnh phúc.